có chị nào muốn đẹp không? Nếu chị nào muốn đẹp thì vào, hãy vào kênh của Thức Hoài nào, xem này, đây là một sản phẩm giày nữ cực đẹp đấy. À, mời tất cả các chị xem sản phẩm nhá. Đấy, đôi giày trông đẹp không, dáng tuyệt vời luôn, trẻ trung, không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp đấy. Nào, chất lượng đẹp không, các anh chị nhìn thấy đẹp không? À, kể cả về cái gót giày đấy, dáng rất là đẹp nhá. Đấy, giày chất lượng đạt tiêu chuẩn luôn, các anh chị nhìn này. Đấy, riêng nói thật nhá, đến với Thức Hoài là giày không bao giờ bị đi vừa cắt nách đâu nhá, nói rõ như thế. Tùy từng trường hợp, những sản phẩm của những khách hàng khác thì mình không biết nhá, nhưng đến với Thức Hoài chất lượng nha, các anh chị nhìn này, đường kim mũi chỉ, chất lượng FD nhá, hàng có thương hiệu, có thương hiệu, có mã số mã vạch đàng hoàng cho tất cả khách hàng nhá. Đấy, không phải là hàng fake hàng nhái đâu nhá, hàng made in Việt Nam nhá. Cho nên là hôm nay thì Thức Hoài quay như này để giới thiệu cho tất cả các anh chị một sản phẩm này rất là đẹp mà chắc chắn bền, đi chỉ có sang chảnh, lịch sự luôn cho tất cả các anh chị. Đấy, anh chị nào mà muốn có sản phẩm đẹp thì hãy đến với Thức Hoài nhá. Chất lượng, anh chị nhìn này, cầm đôi giày nó chắc chắn như này, như thế này không chắc thì còn thế nào, đi một đôi giày mà cầm cái đôi giày nó như thế này nó rung thì các anh chị sẽ bị trẹo gót và sai khớp mắt cá chân đấy. Cho nên là những người mà không hiểu về giày, mua đôi giày đi nó cứ lắc, bước nó cứ lắc này, nó sẽ ảnh hưởng tới cột sống cho tất cả các chị nhá. Đấy, cho nên là nói thật sự hôm nay thì Thức Hoài cũng xin giới thiệu luôn là Thức Hoài, tại sao mà Thức Hoài nói chắc chắn như thế, bởi vì Thức Hoài là một con ngà trong lĩnh vực ngành giày ba đời rồi. Đấy, đời ông nội Thức Hoài, rồi đời bố Thức Hoài, đến đời Thức Hoài ba đời rồi. Cho nên nói thật sự là tại sao nói đến Thức Hoài thì không ai là người không biết đến chất lượng và những dòng sản phẩm Thức Hoài đã làm là chắc chắn và tư vấn cho tất cả mọi người đều bền và chắc chắn. Đấy, Mina nói gì thì nói, dù sao chăng nữa nhà tôi vẫn là nghề gia truyền, cho nên là sản phẩm nó phải chắc, nó phải bền. Đấy, tôi xây dựng một cái thương hiệu như này không ngẫu nhiên mà tự dưng tôi phá nó đi. Cho nên là các anh chị yên tâm là đến với Thức Hoài sẽ phải chất lượng và đảm bảo. Đấy, tôi đã lớn lên từ trong ngành giày. Đấy, tôi sản xuất ra giày tôi phải biết được chất lượng da gì và đế gì và tỷ lệ keo bao nhiêu, công nghệ gì, ép ra sao, đúng không? Hơn là những người bán thương mại. Những người bán thương mại thì người ta chỉ biết là mua vào bán ra, đúng không? Mua đắt bán đắt, mua rẻ bán rẻ. Nhưng tôi, đến với tôi là tôi biết được chất lượng đế gì và da gì, chất lượng tỷ lệ ép keo ra sao. Đấy, thợ bậc mấy làm trong lĩnh vực này, ngành này. Đấy, đặt tiêu chuẩn ra sao. Đấy, đôi giày sắc nét bao nhiêu. Đấy. Đấy, cho nên là tôi còn biết về tư vấn cho tất cả các chị em thật đẹp nữa, đúng không? Đấy, chị em nào mà muốn đẹp đến với Thức Hoài hoặc là vào kênh YouTube Rượu Thức Hoài, bấm vào chỗ đăng ký kênh đấy thì chúng tôi sẽ phát lên hàng ngày, hoặc là kết bạn với Zalo số của Thức Hoài là 0846868636, 0983681256, hai số đó chúng tôi gọi được 24/24 bán hàng, nhưng chúng tôi có thể tất cả mọi khách hàng đều gọi được, không như những đơn vị khác là gọi là bán xong không gọi được, chỉ có nhà ship gọi được chứ người bán không gọi được nhá. Đấy là trực tiếp tôi làm nghề kinh doanh, tôi có số điện thoại, trực tiếp tôi tư vấn rất chuẩn cho tất cả mọi khách hàng. Đấy, thì Thức Hoài cũng xin giới thiệu thế, thì cũng không quên chúc tất cả các chị em một ngày thật đẹp và vui tươi, làm việc thật là sảng khoái, vui vẻ nhá. Xin chào rồi.